Hello, xin chào anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Hôm nay Học lại mang đến cho anh chị thêm một siêu phẩm nữa. Toyota Fortuner, máy xăng 2.7V, số tự động 1 cầu, một siêu phẩm anh chị. Chạy mới có 20 mấy ngàn cây thôi, 2017. Bản V, anh chị sẽ có cửa on auto, nè, cân bằng điện tử nè. Sản xuất 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Xe cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Đó, thì bên Học cũng đã diệt khuẩn khử mùi, tách ẩm bên trong nội thất, bên ngoài thì đã xì ba, sơn tỉa lại một vài chỗ, đánh bóng lại. Đó, nẹp mạ rơm zin theo xe anh chị. Bản này là bản cao cấp 2.7V. Đó. Hôm nay Học đang bán cho anh chị với mức giá chỉ có 740 triệu đồng thôi. Máy xăng số tự động 1 cầu. Đó, chạy 29.369 km xe ô tô chuẩn nha anh chị. Vô lăng cần số nè. Tiễn không anh chị. Đó. Ghế da nè, Fortuner 2017 siêu phẩm. Xe anh chị có thể mang đến đại lý chính hãng kiểm tra qua chất lượng, những cái mà bên Học đang miêu tả cũng như là bên Học đã cấp giấy chứng nhận cho anh chị nha. Hoặc là cô chú anh chị có thể là nhờ anh em thầy thợ làm nghề bên lâu năm, đặc biệt phải là dẫn thầy thợ đi coi nha anh chị. Đó, đặc biệt là phải dẫn thầy thợ đi coi thì nên là anh em sẽ nói chuyện và tả xe nó chuẩn hơn. Đặc biệt là anh chị nhờ anh em thầy thợ nha, thầy thợ làm nghề mua bán ô tô. Đây. Đây. Auto on, gập tự động. Da zin. Da zin nha anh chị. Đó. Xe thì bao anh chị chết hãng. Đó. Anh chị không có người quen thì cứ bao anh chị chết hãng mang vô hãng kiểm tra thoải mái. Fortuner máy xăng số tự động 4 cái vỏ còn zin theo xe, vỏ Dunlop zin nguyên thủy theo xe anh chị, mâm zin theo xe. Chưa phay chưa sơn. Đây. Từng thứ 20 2017. Vỏ xe nè anh chị. Ba đờ sóc bên trong nè. Đó, đèn zin theo xe anh chị nha. Đèn zin theo xe chưa thay thế, mặt ga lăng zin theo xe. Những cái xe mà bị tai nạn là những cái này là hứng chịu đầu tiên nè anh chị. Ví dụ đụng đầu thì đèn với lại cái mặt ga lăng cái này sẽ hứng chịu đầu tiên, buộc phải thay anh chị. Đó, mấy cái này nó rất là dễ vỡ. Đó, xe này thì còn nguyên zin, cam kết với anh chị là không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số còn nguyên thủy. Mua mới là 1.4 tỷ, hôm nay còn nửa giá anh chị, 740 triệu. À, gầm hệ thống treo nè, phuộc zin theo xe anh chị nha. Ốc 7 màu luôn. Bố thắng zin theo xe luôn. Anh chị nhìn cái đĩa xe nè. Đi hai mấy ngàn nè. Chưa mòn anh chị. Đó, vỏ zin. 2020 từng thứ 20 2017. Xe đó có phim cách nhiệt, viền che mưa. Không bàn về chất lượng anh chị, những cái dòng xe xe này gọi là xe cọp đúng không anh chị? 2017 thì hôm nay cũng đã là 7 năm rồi. 2024 rồi. Mới tin nè. Hai chế độ lái eco và power. Anh chị nhìn cái bộ ghế da nè, ghế da này là nguyên thủy nha anh chị. Không thay thế bất kỳ miếng da nào, không sơn dặm tỉa miếng nào hết nha anh chị. Nội thất mà đặc biệt là dọn lại mà dặm bùa lại thì rất là mau xuống. Tại trong cái khoang nội thất cái nhiệt độ nó rất là co giãn. Thí dụ anh chị đóng cửa không nổ máy thì đậu xe ngoài nắng cái nhiệt độ này nó sẽ cao hơn bên ngoài. Còn mà khi anh chị đang đi thì cái nhiệt độ bên trong nó rất là lạnh. Đây, anh chị nhìn nè. Nhìn là thấy mê rồi đúng không anh chị? Vậy nhìn những con ốc nè. Xe bên Học bán toàn là những cái xe tiễn đâu. Anh chị nhìn nè. Đó, những cái bát chân ghế nè. Đó, bên trong đó. Cửa là on auto nha anh chị. On auto một chạm. Chống kẹt, bốn kính luôn, bốn cửa luôn. Keo chỉ là không mắc một đoạn keo nào luôn nha anh chị. Học tả như vậy là anh chị biết rồi. Ô đồ chuẩn, nhìn bốn cái vỏ zin theo xe. Nhìn cái nội thất xe này là mê liền. Đâu khác gì xe mới đâu. Xe Toyota thì thực ghế ra mấy cái ghế này ngồi nếu mà nó im thì hơi xạo anh chị. Không im nha, ngồi rất là cứng. Nhưng mà nó được bền thì Toyota được cái này mắc cái kia anh chị. Đó, không có đục lỗ. Không đục lỗ, không có gì hết. Cái da nó cứng khừ à. Thậm chí là cái vô lăng cũng vậy đó. Đụng nó không êm tay, mặc dù nó là da đó. Nhưng mà nó sẽ được cái là anh chị đi nó rất là bền. Mấy cái này nè, cái da nó làm gì cui à. Như là Ford Everest á, xe này nè, thì nó êm nè, xe này đi êm. Đụng vào cái da nó cũng êm hơn. Anh chị nhìn cái vỏ xe nè. 29.000 km anh chị nhìn cái vỏ xe. Đó. Từng thứ 30 2017 anh chị. Vỏ zin. Đó.
Khi mà anh chị coi cái vỏ xe á, xe thí dụ vỏ Michelin thì nó sẽ có cái dấu hiệu của Michelin ở đây. Còn những cái vỏ xe khác, cái những cái này là để anh chị xem cái vỏ xe nó mòn tới đâu nè, thì anh chị sẽ đối chiếu thẳng vào đây, nó sẽ có len. Đây anh chị. Đó. Chị thấy không? Nó nằm ở đây nè. Gai nó còn dày cui luôn. Xe này là gọi là xe cọp anh chị, xe hiếm nha. Bên Học là chuyên làm những cái dòng xe đẹp như thế. 2017 thì vẫn chưa có cấp điện anh chị. V217 thì vẫn còn xài cấp cơ, cấp zin. Ốc chưa ra. Cái chằng mới tinh nè anh chị thấy không? Cái chằng mới tinh. Anh chị nhìn những cái ốc ghế nè. Đó, làm rất là cơ khí. Không có điện đùng gì hết đó, chỉ cơ khí thôi. Cái cơ khí, những cái gập cơ khí. K28068. Bỏ xe cua nè anh chị. Bỏ xe cua chưa xài luôn nè. Anh chị nhìn thấy cái chỉ này không? Thầy sư học chỉ anh chị mà đi coi xe mà hơn 5.000 cây là cái này lặn nè. Khoảng 6.000 là nó mắc hẳn luôn. Còn mà xe đi dưới 5.000 thì cái chỉ này nó còn. Cái vỏ xe cua này là nó chưa chạm nè. Anh chị nhìn cái gầm nè. Siêu phẩm. Ford Tuner 2.7V 2017. Đó. Anh chị nhìn cái ghế da. Đẹp không anh chị? Zin hết anh chị. Đây, học gặp, xin lỗi anh chị, để học gặp cái này là. Anh chị nhìn những cái tem mạc đây. Cái thanh xoắn lò xo đây. Còn mới tinh anh chị. Mới tinh. Chị nhìn những chân ghế nè. Xe đi ít nè. Này kha. 7 màu luôn anh chị. Tay nắm cửa marom đời startup, có một trang bị cho anh chị một cái ghế điện. Ghế điện. Vô lăng để học mở cái khoang động cơ cho anh chị xem nha. Khoang động cơ. Xe cọp là như vậy nè anh chị. Rồi, đầu tiên ha. Nước sơn cabo nè, mình đi ngoài rồi trong. Zin chưa ra anh chị nha. Cabo chưa ra nè, nước sơn zin. Cabo là nước sơn zin, keo chỉ zin, không mắc một đoạn keo nào hết luôn. Đó. Rồi, anh chị coi cái khoảng đầu xe nè. Ốc đèn nè, ốc đèn chưa ra nè. Chưa ra nè. Các nước chưa ra nè. Anh chị nhìn qua cái bình dầu trợ lực 2017 tới bây giờ. Đó, nhìn bình dầu trợ lực nè, anh chị nhìn những cái bát nè. Áp hỗ trợ lực phanh nè, 7 màu. ABS nè. Anh chị nhìn cái chỗ cái phanh heo tổng ở dưới đây nó có cái bát nằm ở trong, anh chị nhìn thấy không? 7 màu luôn. Đó. Rồi cái van điều áp xăng nè. Đó. Đẹp chưa anh chị? Chắc không? Rồi, ở đây. Phần bô ống xả nè, miếng chắn lửa nè. Đó. 7 màu không anh chị? Chắc cỡ này. À, cái van ga này chưa ra luôn nè, chưa bơm ga đằng nào luôn nè anh chị. Cái này là cảm biến input, cảm biến khí nạp. Còn dấu son luôn. Nói chung là quá mới anh chị. Lên móc luôn nè, cái này là cái khóa cabo nè, cái này là cái khóa cabo nè. Lên móc luôn. Rất đẹp đúng không anh chị? Fortuner 2017. Máy xăng số tự động 1 cầu siêu phẩm. 740 triệu. Bên đây học còn một siêu phẩm nữa nè. Cái này cũng máy xăng, hai con y chang luôn. Con này là 2016, mẫu mới 2017, xe này học bán là 705. Mới tin à, nếu mà nói chắc về xe này thì không bằng con kia anh chị, không bằng con kia được. Đó. Con này thì đi 7 mấy ngàn cây à, cũng là ghế da zin nhưng mà nói để đẹp bằng con kia thì không đẹp được. Không đẹp được bằng. Đây, nhìn cái bát cửa hai con.
hồi nãy con kia nè, thấy không? Con này cũng đẹp này, nhưng mà nó không không có dữ bằng con kia. Con kia nó sáng ống luôn á. Con này cũng 7 màu ha. Okay. Hai con luôn. Đó, anh chị nào ít tiền hơn thì lấy con này, chất lượng thì chạy không biết khi nào mới hư anh chị. Hai con này Fortuner đi mấy chục ngàn. Dạ rồi, học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. À, Fortuner máy xăng số tự động một cầu. Bên học đang chào bán là 740 triệu đồng, 2017 chạy 29.000 cây. À, còn con 2016 là 705 triệu đồng. Học sinh chân thành cảm ơn. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua xe đẹp, xe lướt, xe đi ít, xe chắc, xe an toàn 100% về chất lượng thì hãy liên hệ với học. Học sinh chân thành cảm ơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.